Hoàng Nguyên Vũ chửi tơ tả Hoa hậu Phương Lê tuyên bố quá chứng tai gai mắt cần phải đẩy đi tù. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ vừa có lời lên tiếng gọi thẳng tên Hoa hậu Phương Lê, nhân vật gây bão những ngày qua khi ra mặt bên vực Ý Nhi chen chân vào drama để chửi nam vận động viên Kim Sơn. Cộng đồng mạng những ngày qua đang liên tiếp đón nhận hàng loạt ồn ào thị phi bủa vây với những câu chuyện gây bão netizen, từ việc tân Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi có những phát ngôn gây tranh cãi khi chê bạn bè cùng trang lứa xếp tên nhân vật lịch sử sau bản thân, đến một loạt nhân vật lên tiếng chen chân vào drama khiến câu chuyện ngày càng trở nên rối rắm phức tạp hơn. Làn sóng tranh cãi bắt đầu nổ ra, nhiều nhân vật cộm cán đã bắt đầu nhập cuộc về drama của Y Nhi, có thể kể đến như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, diễn viên Gia Mỹ, TikToker Phạm Thoại, Dương Triệu Vũ. Dù mỗi người có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng hầu hết đều nhận ra xuất phát điểm của việc gây nên ồn ào là những vạ miệng của mỹ nhân sinh năm 2002 này. Hoa hậu Phương Lê, người nổi tiếng là có tính cách thẳng tính, không ngại lên tiếng trước những drama trong showbiz, cũng đã bỏ qua ồn ào lần này của Y Nhi. Theo đó, giữa tâm điểm của drama, Hoa hậu Quý Bào Hòa Bình Thế Giới đã lên tiếng đứng về phía Y Nhi. Bên vực nàng hậu, trước đó Nam Kình Ngư nổi tiếng của Việt Nam Kim Sơn lại có màn đáp trả thẳng trước câu nói chê bai bạn bè cùng trang lứa của Y Nhi. Vốn chỉ là người cùng tuổi nên vì thế Kim Sơn khá bức xúc trước những lời nói thiếu suy nghĩ này của một nàng hậu mới đăng quang. Vốn có ý kiến trái ngược, chính vì thế Phương Lê và Kim Sơn lại có màn comeback nhau gây xôn xao cõi mạng trong suốt nhiều ngày qua. Đổ tổ qua lại chê bai và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm khó nghe lẫn nhau, chính vì thế người dùng mạng xã hội cũng phải đều lắc đầu ngao ngán. Nhiều người cũng cho rằng hoa hậu Phương Lê dường như đang lạm dụng quá sức ảnh hưởng của bản thân để phát ngôn bừa bãi, bởi trong khi cả nước đều không đồng tình với tính cách của Y Nhi thì cô là một mình một người đứng về phe nàng hậu. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Lê chen chân vào những drama không liên quan đến bản thân khiến cho netizen khó chịu và cho rằng cô đang muốn tạo sự chú ý. Quá bức xúc trước những hành động trên, mới đây nam nhà báo khét tiếng Hoàng Nguyên Vũ cũng đã chính thức lên tiếng trẻo tên Hoa hậu Phương Lê. Anh cho biết đã quá ngứa mắt với những hành động xem thường người khác, tự xem bản thân là người có quyền chửi bất cứ ai của Phương Lê. Theo đó, viết trên trang cá nhân, Hoàng Nguyên Vũ đã đanh thép: "Nói thẳng toẹt ra là tôi đã quá ngứa tai và ngứa mắt với cái gọi là Hoa hậu Phương Lê. Tất cả những ai bị ả ta xúc phạm nên làm đơn tố cáo ả ta lên công an thành phố đi. Giờ đã có luật rõ ràng rồi, bà Hằng đi đường thì ả này cũng cần đi, cho môi trường Internet Việt được sạch sẽ hơn. Cứ choang choảng suốt ngày ăn nói thô tục và chửi bới loạn xị như thế, không lẽ các cơ quan chức năng để yên mãi như vậy? Không ai khiến cho ả đại diện cho ai hay điều gì và không kẻ nào có quyền xúc phạm người khác cả. Đến lúc cần dẹp mớ âm thanh chắc khét và bẩn tiểu đó lại." Hoàng Nguyên Vũ viết thêm. Ngay lập tức, bài viết của Hoàng Nguyên Vũ đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, phần lớn đều ủng hộ và đồng tình với quan điểm này của nam nhà báo. Việc Hoa hậu Phương Lê liên tục truyền tải gián tiếp tác động vào các drama khiến cho nhiều người cảm thấy dường như đã quá ngợp, tràn ngập sự tiêu cực. Dưới phần bình luận, Hoàng Nguyên Vũ còn nêu thêm quan điểm khuyến khích nam vận động viên Kim Sơn nên gửi đơn tố cáo Phương Lê lên cơ quan chức năng về hành vi xúc phạm này. Hiện những ồn ào xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi cùng những nhân vật liên quan Phương Lê, Hoàng Nguyên Vũ, Kim Sơn vẫn đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cũng lên tiếng mong mọi drama sẽ nhanh chóng chấm dứt, trả lại môi trường mạng trong sạch cho người dùng.